Bình truyền hình ấy, tôi có biết bình truyền hình được trước đó, ca đình đẻ đó. Bình truyền hình cung để một mẹ nó sẵn chứ này. Quá một chút rồi. Đang trồng hoa gì đấy? Hoa vàng anh đấy chứ. Hoa vàng anh à? Hoa vàng anh thì mấy tháng là bắt đầu thu hoạch được cô? 2 tháng rưỡi thì trồng chờ nó có Tết rồi. À, thế bây giờ trồng hoa cho tôi vào Tết đấy ạ. À, dạ. Cô chơi năm nay trồng mấy sào? Cô có 1 sào, còn có 2 bà. À, dạ, cứ 1 sào thì nếu mà 1 năm mà 1 vụ thì được thu hoạch nhiều không cô? Được nhiều tiền không? Tùy cái lúc hoa đắt hơn gì ấy chứ. Bình thường thì khoảng bao nhiêu? 30 triệu á? Dạ, thế trồng hoa vào Tết luôn. Cái hoa này thì phải chăm sóc nhiều không cô? Cái đây thì đỡ chăm hơn 1 cúc. À, dạ. Ừ. À, không phải tốn nhiều về thuốc sâu rồi là chăm sóc đúng không? Dạ.